Argentina là một quốc gia có chủ quyền và tự do. Chúng tôi chưa bao giờ có thuộc địa hoặc công dân hạng hai. Chúng tôi cũng không bao giờ áp đặt lối sống của mình lên bất cứ ai. Nhưng chúng tôi sẽ không tha thứ cho việc họ làm điều đó với chúng tôi. Không một quốc gia thực dân nào có thể đe dọa Argentina chỉ vì một bài hát vu vơ hay vì dám nói ra sự thật họ không muốn thừa nhận. Hãy ngừng giả vờ phẫn nộ đi, những kẻ đạo đức giả. Enzo, tôi ủng hộ cậu. Messi, cảm ơn cậu vì tất cả. Người Argentina luôn ngẩng cao đầu. Argentina, muôn năm. Đó là những dòng chia sẻ gay gắt của bà Victoria Villarruel, phó tổng thống của Argentina, về sự việc tiền vệ Enzo Fernandez cùng một số cầu thủ ở đội tuyển Argentina ngân nga một bài hát mang ý xúc phạm các cầu thủ da màu của đội tuyển Pháp. Cuộc chiến giữa đôi bên suốt nhiều ngày qua vẫn không dứt khi hết cá nhân này đến cá nhân kia. Các quan chức của cả hai nước lên tiếng và FIFA phải vào cuộc. Có rất nhiều những câu hỏi được đặt ra, đó là giữa Pháp và Argentina, vì sao họ lại thù ghét nhau đến như vậy? Vì sao người hâm mộ vẫn có một số đứng về phía Argentina? Kể cả đó là những người da màu châu Phi như những bình luận dưới đây. Và liệu người Pháp có đang thể hiện bộ mặt đạo đức giả khi chính họ từng vùi dập những cầu thủ ngoại quốc đến đây thi đấu như Messi và Eder? Vì cả hai đều chặn đứng giấc mơ vô địch của tuyển Pháp tại các giải đấu lớn như là World Cup hay Euro. Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Trước đó, anh em đừng quên để lại like, subscribe cho kênh nếu thấy video hay. Anh em cũng có thể truy cập vào trang web của 5Go để xem những thông tin bổ ích về bóng đá nhé. Ngay sau khi đoạn clip trên được phát tán, nó trở nên viral và cũng là chủ đề hot nhất trên tất cả các nền tảng. Cho tới hiện tại, drama của chàng trai này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bởi đây không đơn giản chỉ là một hành động phân biệt chủng tộc thông thường. Tại câu lạc bộ Chelsea, nơi Enzo đang khoác áo, có rất nhiều cầu thủ Pháp gốc Phi như Wesley Fofana, Malo Gusto, Benoit Badiachin, Christopher Nkunku, Malangsa hay Arsene Disasi. Một vài người trong số họ sau khi biết đến đoạn clip của Enzo đều đã bỏ theo dõi tiền vệ này trên mạng xã hội Instagram. Đây là động thái cho thấy tiền vệ người Argentina đã bắt đầu bị đồng đội tẩy chay vì hành động của mình. Theo truyền thông Anh, các thành viên của Chelsea đang phẫn nộ trước hành vi của Enzo. Liên đoàn bóng đá Pháp sau khi biết chuyện đã gửi đơn tố cáo hành vi phân biệt chủng tộc của Enzo và các cầu thủ Argentina đến Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Trong đơn tố cáo có nêu rõ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo lên án mạnh mẽ những phát biểu phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử không thể chấp nhận được nhắm đến các cầu thủ Pháp liên quan đến bài hát do các cầu thủ và người hâm mộ Argentina hát sau chiến thắng tại Copa America được phát trong một đoạn video trên mạng xã hội. Trước mức độ nghiêm trọng của những phát biểu gây sốc này, vốn đi ngược lại với các giá trị của thể thao và nhân quyền, Chủ tịch đã quyết định tố cáo sự việc, đồng thời đệ đơn khiếu nại pháp lý bởi những phát biểu xúc phạm mang thông điệp phân biệt chủng tộc và kỳ thị. Tất nhiên, là cơ quan quyền lực nhất của thế giới bóng đá, FIFA cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau khi nhận được đơn kiện của Liên đoàn bóng đá Pháp đã nhấn mạnh bóng đá và tất cả các liên đoàn quốc gia phải có thái độ không khoan nhượng đối với nạn phân biệt chủng tộc. Nhận thấy vấn đề đã đi quá xa, Enzo Fernandez đã đăng tải một dòng trạng thái xin lỗi trên trang cá nhân. Trong đó tiền vệ Chelsea có viết: Tôi muốn xin lỗi về một đoạn video được đăng trên kênh Instagram của tôi trong lễ ăn mừng của đội tuyển quốc gia. Bài hát bao gồm ngôn ngữ xúc phạm và không có lý do gì để biện minh cho những lời lẽ đó. Tôi phản đối mọi hình thức phân biệt đối xử và xin lỗi vì đã bị cuốn vào sự phấn khích của lễ ăn mừng Copa America của chúng tôi. Video đó, khoảnh khắc đó, những lời nói đó không phản ánh niềm tin hay tính cách của tôi. Tôi thực sự xin lỗi. Tưởng chừng những lời xin lỗi của Enzo sẽ giúp cái đầu nóng của những người Pháp sẽ nguội đi phần nào. Nhưng đáng tiếc là không. Khó tin hơn, nó còn có thể châm ngòi cho một cuộc chiến cả về bóng đá lẫn chính trị. Cụ thể, đã có không ít người Argentina đã lên tiếng bênh vực Enzo. Trước đó là Javier Mascherano với một đoạn trả lời báo chí với nội dung như sau: Tôi biết Enzo, anh ấy là một chàng trai tuyệt vời và anh ấy không có vấn đề gì với điều đó cả. Điều này xảy ra nhiều lần trong lễ kỷ niệm, một phần của video có thể bị cắt ra khỏi bối cảnh. Bạn phải hiểu văn hóa của mỗi quốc gia,
Và bạn biết rằng đôi khi những gì chúng ta coi là trò đùa có thể bị hiểu sai ở những nơi khác. Nếu có điều gì mà người Argentina chúng tôi không làm thì đó là phân biệt chủng tộc. Chắc chắn là như vậy. Ở Argentina, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều đến sinh sống và chúng tôi đối xử với họ như cách mà họ nên được đối xử. Không chỉ có Mascherano, trong số những người dám đứng lên bảo vệ Angel Fernandez, bất ngờ thay lại có một nhân vật đứng đầu quốc gia là bà Victoria Villarreal, phó tổng thống của Argentina. Bà đã viết một trạng thái trên mạng xã hội mà ở đó bà cho rằng Enzo đã không làm gì sai trái khi nói lên sự thật. Thực tế, việc bảo vệ công dân của quốc gia mình là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng thứ được người ta chú ý nhiều nhất đó là phó tổng thống Villarreal đã gọi người Pháp là những kẻ đạo đức giả. Và bà cho rằng những gì Angel Fernandez làm chỉ đơn giản là dám nói lên sự thật. Mà sự thật thì thường mất lòng. Có lẽ bà cũng có cái lý của mình khi nói như vậy để bảo vệ Angel. Người Pháp từ trước tới giờ vốn được biết đến là những cổ động viên dễ bị kích động nhất trên thế giới. Cách xem bóng đá và tận hưởng bóng đá của họ có phần toxic và ít ai có thể chấp nhận được. Trong lịch sử, không ít lần cổ động viên Pháp bị bắt gặp xúc phạm các cầu thủ da màu, cầu thủ tới từ Nam Mỹ hay thậm chí là tấn công cả các cổ động viên tới từ các quốc gia khác. Quay trở về năm 2016, thời điểm Pháp vừa thất bại trước Bồ Đào Nha ở chung kết Euro. Họ đón một mùa giải mới trong sự thù hận tột cùng và thật trùng hợp, người duy nhất ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Pháp là Eder lại đang chơi bóng ở quốc gia này. Kể từ sau bàn thắng định mệnh vào lưới Pháp, Eder sống không yên tại câu lạc bộ Lille, câu lạc bộ chủ quản của Anh và nhận được nhiều sự thù địch tới từ các cổ động viên, những người coi anh là kẻ phá bĩnh, ngăn Pháp chạm tay vào ngôi vương. Khi được hỏi về những ký ức tại Pháp, tiền đạo 33 tuổi chia sẻ: "Cuộc sống của tôi tại Pháp có khắc nghiệt không ư? Điều đó còn tùy thuộc vào việc chạm mặt ai trên phố. Nếu là người Bồ Đào Nha, mọi thứ thật tuyệt vời. Họ sẽ tiến đến nói lời cảm ơn, xin chụp ảnh cùng với một số con khóc là vì xúc động. Nhưng trên những con phố ở Lille, không phải lúc nào tôi cũng gặp đồng hương. Phần lớn là người Pháp, tất nhiên, và trái tim họ vẫn nhói lên khi nghĩ đến đêm chung kết Euro 2016 cay đắng. Họ sẵn sàng chỉ rủa hay tỏ thái độ khinh miệt nếu nhìn thấy tôi. Chưa hết, những người thất bại còn đem cả thù hận vào trận đấu. Ở tất cả các sân cỏ khắp đất nước hình lục lăng, chỗ nào Eder cũng vấp phải sự phản đối. Mỗi khi anh chạm bóng, những tiếng chửi rủa và lao ó trên sân vận động luôn nhấn chìm cả bầu không khí. Và còn tồi tệ hơn nữa, khi đó không phải là lần duy nhất mà các cổ động viên Pháp có cách hành xử thiếu tôn trọng như vậy. Chỉ sau đó vài năm, cũng trên đất Pháp, một nạn nhân khác đã xuất hiện và đó là Neymar. Cụ thể trong trận đấu mà Paris Saint-Germain thắng Nîm với tỷ số 3-0, một tấm banner được căng trên sân vận động công viên Cao Hoàng Tử với nội dung: "Neymar, cút đi." Không dừng lại ở đó, trong suốt thời gian thi đấu, nhiều người hâm mộ quá khích của đội bóng Paris liên tục gọi Neymar là con khỉ và ngân nga điệp khúc "Neymar, thằng con hoang" để lăng nhục tiền đạo Brazil, thậm chí là kêu gọi chủ tịch Al Khelaifi sớm tống cổ ngôi sao này khỏi PSG. Sự việc của Neymar thì có thể hiểu được bởi trước đó anh đã từng nổi loạn trong đội bóng và không ít lần làm khó ban huấn luyện với người Pháp, có thể xem như là có lý do để xúc phạm anh. Nhưng sau đó khoảng 3 năm, cũng tại sân công viên Cao Hoàng Tử, họ tiếp tục xúc phạm một người Nam Mỹ khác là Lionel Messi. Sở dĩ Messi phải chịu đựng những từ ngữ khó nghe từ các cổ động viên PSG đó là vì anh cùng Argentina đã vô địch World Cup 2022, mà đối thủ của họ không ai khác, chính là Pháp. Không chỉ là các ultra của PSG, mà cả các ultra của Le Blues cũng không ngừng xúc phạm và chửi bới siêu sao người Argentina. Điều này khiến những người Pháp đã thay đổi ánh mắt đối với Albunga, dù trong màu áo của PSG, anh luôn thi đấu hết mình vì đội bóng. Sau khi rời khỏi PSG và đến với câu lạc bộ Inter Miami, Messi đã có những chia sẻ về khoảng thời gian đầy ám ảnh tại sân công viên Cao Hoàng Tử với RMC Sport. Siêu sao người Argentina đã nói: "Lúc đầu thì mọi thứ thật tuyệt. Tôi nhận được nhiều sự ủng hộ. Nhưng mọi thứ thì bắt đầu khác đi sau World Cup 2022. Giữa tôi và bộ phận người hâm mộ dần có khoảng cách nhất định. Đây không phải là điều tôi mong đợi. Tôi đến Paris vì thích câu lạc bộ này và có bạn bè tại đây. Tuy nhiên một bộ phận cổ động viên PSG sau đó đã tiếp tục miệt thị và xúc phạm tôi. Tất nhiên đó là cách cổ vũ của họ. Tôi chỉ giữ kỷ niệm về những người ủng hộ mình mà thôi." Và cũng kể từ khoảnh khắc này với Messi, những người Argentina đã mang một niềm thù hằn riêng với người Pháp trong thâm tâm của mình. Và Angel Fernandez là một điển hình. Và bài hát mà Angel đã hát đã gợi lại mối hiểm khích giữa hai đội tuyển sau chung kết World Cup 2022, trận đấu mà cả hai liên tục có những pha hơn thua với nhau trên sân cỏ. Có lẽ, đặt dưới góc nhìn của phó tổng thống Villarreal thì gọi người Pháp là đạo đức giả cũng chẳng sai,
bởi họ đã từng làm những điều tương tự với rất nhiều người chơi bóng tại đất nước Hình Lục Lăng. Và những lời bài hát của Angel là sự thật mất lòng mà người Pháp chẳng bao giờ muốn chấp nhận. Nếu cứ nhìn thẳng vào đội hình mà ở đó các cầu thủ da màu chiếm hơn nửa đội hình, có ai dám tự tin nói rằng tuyển Pháp đã chơi với những người thật sự có xuất thần tại quốc gia này. Tất nhiên, chúng ta cũng chẳng nói Angel đã đúng trong câu chuyện này. Người Pháp có thể lên án cậu ta, nhưng như thế không thay đổi được sự thật xấu xí về những gì mà họ đã từng làm. Và có lẽ người đời đã nói đúng. Những quý ông Pháp cuối cùng đã chết theo Napoleon.